Xin chào anh chị và tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu hướng dẫn về ứng dụng Base.vn trên thiết bị di động. Thì hiện tại mình đang sử dụng điện thoại Android nên mình sẽ chọn vô CH Play. Với những anh chị đang sử dụng iPhone, mình có thể chọn vô App Store và chọn Base.vn tìm kiếm và tải ứng dụng đầu tiên về, chọn cài đặt. Anh chị có thể chú ý cái logo để biết chọn đúng ứng dụng. Thì Base.vn là một công ty công nghệ với nền tảng platform tạo ra các phần mềm SaaS, có nghĩa là phần mềm mà tất cả các dữ liệu của mình sẽ không cần phải lưu tại công ty của anh chị mà sẽ lưu trên dữ liệu đám mây, không cần phải lưu trữ quá nhiều thông tin giấy tờ hay là quá nhiều dữ liệu ngay tại công ty của mình. Thì nó Base.vn tạo ra các phần mềm giúp quản trị, vận hành và điều hành doanh nghiệp. Hiện tại đang có những ứng dụng như thế nào: quản trị công việc, quản trị đề xuất, quản trị tuyển dụng và nhiều ứng dụng khác. Trong tương lai có cả quản trị bán hàng. Anh chị sẽ đăng nhập tài khoản và mật khẩu của mình vô. Thì nếu những công ty đã sử dụng phần sản phẩm của Base thì sẽ được đăng ký tài khoản và mở tài khoản trên hệ thống. Anh chị đăng nhập vô sẽ thấy là Base Message với giao diện như thế này. Ở đây em có rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là với các anh chị trong công ty và không, chính xác là tất cả các tin nhắn đây là với các anh chị trong công ty và các group trong công ty, rất nhiều đó. Thì anh chị có thể chọn ở phía dưới góc phải của màn hình đây, đó là dấu cộng để nhắn tin với các thành viên trong công ty. Các thành viên chọn đâu? Các thành viên chọn ở đây. Thì vì thông tin nội bộ nên em sẽ không nhấp vào đấy để khỏi phải thấy thông tin của các anh chị trong công ty của em. Rồi mình có thể chọn vô góc này, đó là quản lý tài khoản, có thể cập nhật đại diện ở đây rồi và cập nhật các thông tin ở trong đây, chọn cập nhật thì anh chị sẽ cập nhật các thông tin của mình lên đây. Anh chị nên là chọn chân dung của mình để các anh chị trong công ty của anh chị sẽ dễ dàng quan sát và tìm kiếm. Rồi anh chị có thể đổi màu của ứng dụng để chọn màu xanh chẳng hạn, thân thiện hơn. Bên cạnh Base Message là Base Reminder. Nó sẽ thông báo cho anh chị là các công việc quá hạn, các công việc sắp tới. Với công việc quá hạn ở đây là trên ứng dụng Workflow. Vì em làm ở Base nên là các ứng dụng của Base em đều được mở hết, em đều có thể được sử dụng, nên là nó sẽ thông báo theo từng ứng dụng. Ví dụ Base Rework, công việc sắp tới. Thì nếu mà công ty anh chị sử dụng nhiều ứng dụng thì cái Reminder này sẽ thông báo thông tin của nhiều ứng dụng. Nó sẽ gọi là nhắc nhở từng công việc của từng app mà anh chị đang sử dụng. Chủ yếu là sẽ thông báo cho anh chị biết là anh chị cần phải làm gì và có những công việc gì anh chị cần phải chuẩn bị. Nói chung là như vậy. Bên cạnh Reminder là Notification, thông báo. Giống như Facebook, khi có một ai đăng bài mà trong cái group mà anh chị tham gia thì sẽ được thông báo. Hoặc là khi có ai tag anh chị vào đâu đó, hoặc khi có ai giao việc cho anh chị thì nó sẽ hiện lên đây. Ví dụ ở đây anh Hùng có gửi một cái thông báo lên công ty. Thì hiện tại em đang nhấp vô cái thông báo vừa rồi thì em được đưa đến Base Insight. Base Insight là một mạng truyền thông nội bộ giúp em có thể biết các thông tin của doanh nghiệp mình cập nhật đến đâu, về sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, cách giá trị cốt lõi và các bài báo liên quan đến doanh nghiệp do nội bộ, truyền thông nội bộ phát hành. Thì mình khi với bài viết này thì em có thể like, bình luận hoặc là ghim, hoặc đơn giản là nhận thông tin của sếp và biết là doanh nghiệp mình, công ty mình đang như thế nào, có thể bình luận đó. Quay trở lại thì đó là notification. Sau này khi anh chị sử dụng thì sẽ có nhiều cái hay ho để anh chị tìm hiểu. Trong đây là bạn bè thì anh chị sẽ thấy tất cả các thành viên trong công ty của mình. Tiếp theo là các ứng dụng của Base. Trước khi giới thiệu tổng quan hết về các ứng dụng thì em sẽ chọn vào Base Account. Này, anh chị sẽ đổi mật khẩu ở trong đây. Đổi mật khẩu. Nhấp vào đây. Đây là mật khẩu hiện tại, cái dãy dài dài khó nhớ đó. Thì anh chị nhập cái đấy vào đây. Sau đó anh chị chọn mật khẩu mới, New Password là mật khẩu mới. Ví dụ anh chị có thể chọn TTT gì đó, hoặc là chọn một cái gì đó mà gắn với anh chị dễ nhớ, nhưng mà cũng không quá dễ dàng để người khác biết, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh chị.
ở ô cuối cùng dưới này là nhập lại cái mật khẩu anh chị vừa nhập để máy nó biết là anh chị nhớ mật khẩu của mình. Yeah. Và cái cuối cùng ở đây là function, fork logout. Anh chị chọn no á, thì khi mà anh chị đổi mật khẩu xong thì anh chị sẽ không bị đăng xuất ra ngoài. Nếu anh chị chọn yes thì anh chị sẽ bị đăng xuất ra ngoài khi đổi xong mật khẩu. Rồi. Đó là bank account. Thì sẽ có một số trường hợp đổi mật khẩu xong sẽ có một số lỗi, thì anh chị có thể đăng xuất ra ngoài, sau đó đăng nhập lại thì lỗi đó sẽ mất đi, nó sẽ trở lại bình thường thôi. Thì hiện tại đây giao diện là xuất hiện tất cả các ứng dụng mà Base đang có. Thì vì em ở Base nên là tất cả các ứng dụng em đều được nhìn thấy. Còn một số anh chị công ty thì sẽ mua 2 hoặc 3 ứng dụng thì sẽ, hoặc là một ứng dụng thì sẽ thấy một vài cái icon thôi. Em nghĩ là clip hôm nay em sẽ giới thiệu về cách tải sử dụng và giới thiệu về giao diện của phần mềm về app này, nên là em sẽ giới thiệu cơ bản như vậy thôi. Trong các clip sau thì em sẽ đi chi tiết và cách sử dụng từng ứng dụng ở đây. Thì mong rằng anh chị có một trải nghiệm thật tốt với Base, với các phần mềm của Base, giúp anh chị có thể làm việc tốt hơn, giúp anh chị có những trải nghiệm tốt hơn trong công việc của mình. Thì nếu anh chị quan tâm về quản trị vận hành hoặc là các ứng dụng của Base, hoặc là những điều hay ho trong cuộc sống, em có thể làm các clip trong tương lai, thì anh chị có thể like, subscribe và tích cái chuông bên cạnh cái subscribe. Cái chuông nó giống cái chuông này này. Thì để sau này khi có clip mới, anh chị sẽ nhận được thông báo. Lời cuối thì chúc anh chị thành công, sức khỏe, nhiều niềm vui và có một ngày thật tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.